Có ngủ mày lúc đúng giờ này đâu. Mấy giờ? Bảy giờ đi. Vô giờ vô trường kiếm đạt. Ok, giờ 7 giờ tao ghé đạt cái ghé trường không? Rồi, ok bạn nhá. Kiểu rồi em ra như ngoài nóng rồi đó. Nóng cái sao em nóng? Em nóng không? Không có gì nóng lắm. Nằm ngủ để làm giờ biết. Thank you.
Mùi lâu quá. Giờ mình né đâu kịp nữa đâu em. Hôm qua ăn nhậu với nhau cả buổi. Né kịp gì nữa. Ôi trời ơi, quá cái lâm. Em mình nhắm nó lại nhéo phát là nó sẽ đau hơn đấy.
bên kim ơi, chị thấy nhắn bên trên trang đó, nói chung là một lần nếu mà phi kim thì nó mới hết.